một vụ thảm sát kinh hoàng diễn ra tại căn biệt thự ở xã Minh Hưng, huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Thi thể 6 người trong gia đình của ông Lê Văn Mỹ, một doanh nghiệp kinh doanh gỗ. Nạn nhân gồm có ông Lê Văn Mỹ, bà Nguyễn Lê Thị Anh Nga, vợ ông Mỹ, Lê Quốc Anh, con trai ông Mỹ, Lê Thị Ánh Linh, con gái ông Mỹ, Dư Ngọc Tú Như và Dư Văn Dĩ là cháu ông Mỹ. Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, phát hiện bé Na 18 tháng tuổi, con gái út của ông Mỹ may mắn thoát chết. Theo sơ bộ ban đầu, tất cả các nạn nhân đều tử vong với nhiều vết đâm ở cổ và ngực. Cùng với đó là đồ đạc trong nhà bị lục tung, điện thoại di động đều bị mất. Số tài sản bị mất không đáng kể so với gia thế của nạn nhân. Nhận thấy đây là một vụ thảm sát có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước nhanh chóng khẩn trương bảo vệ hiện trường, đồng thời xin chỉ đạo hỗ trợ từ Bộ Công an. Gia đình nạn nhân chuyên kinh doanh về gỗ lại có một xưởng sản xuất phía sau, nhận thấy đây là đầu mối để tìm ra hung thủ. Tổ điều tra cho triệu tập tất cả công nhân, người thân để lấy lời khai, mặt khác tiếp cận những đối tác, bạn làm ăn của nạn nhân, nhưng tất cả đều vô can. Thông tin vụ thảm sát đã tạo ra tâm lý hết sức lo ngại cho quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, ban chuyên án quyết định huy động sức mạnh và trí tuệ của toàn thể lực lượng. Vì vậy, ban chuyên án quyết định thành lập 6 tổ công tác đặc biệt. Các đồng chí của 14 đơn vị nghiệp vụ chuyên môn được huy động. Đặc biệt, các đồng chí chỉ huy cao nhất, có nhiều kinh nghiệm của lực lượng cảnh sát đều tham gia. Sau khi rà soát tất cả những mối quan hệ của 6 nạn nhân, tổ điều tra dừng lại ở nạn nhân Ánh Linh, con gái ông Mỹ. Ánh Linh, 22 tuổi, đã từng có bạn trai. Người bạn trai ấy là Nguyễn Hải Dương, quê ở An Giang. Dương sinh sống và làm việc trong một xưởng mộc tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Khi được mời về cơ quan điều tra, Nguyễn Hải Dương rất điềm tĩnh. Khi được hỏi liên quan đến cái chết của 6 người trong gia đình ông Mỹ, đối tượng này đã trả lời ngay: "Chú cứ nói đùa, cháu cắt tiết một con gà còn không được, sao dám giết người." Cùng với đó, Dương có bằng chứng ngoại phạm từ hình ảnh camera tại xưởng gỗ ghi lại buổi tối ngày hôm đó. Tổ điều tra đã cho Nguyễn Hải Dương ra về. Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm phá án, các điều tra viên biết rằng họ đang đi đúng hướng. Nguyễn Hải Dương vẫn nằm trong tầm ngắm của tổ điều tra. 2 ngày sau khi án mạng xảy ra, tổ điều tra đã có kết quả nhật ký điện thoại của 3 nạn nhân là Linh, Như và Dĩ. Cả 3 nạn nhân đều có những cuộc gọi từ một sim rác. Đặc biệt, nạn nhân Linh còn có cuộc nói chuyện rất dài. Và cũng số điện thoại này đã gọi cho Dĩ vào buổi tối cùng ngày xảy ra án mạng. Ai là người có mối quan hệ với cả 3 nạn nhân trên? Và tại sao lại gọi cho Linh một cuộc gọi dài như thế? Chẳng phải trước đây, Dương và Linh đã từng yêu nhau sao? Rõ ràng, nghi vấn tiếp tục hướng về Nguyễn Hải Dương. Đối tượng đã được triệu tập lần nữa tới cơ quan điều tra. Tuy nhiên, đối tượng này vẫn không thừa nhận hành vi của mình. Và phải đến trưa ngày thứ 3 sau khi án mạng xảy ra, Nguyễn Hải Dương mới cúi đầu nhận tội. Một mình Hải Dương không thể ra tay thảm sát cả một đại gia đình. Y khai có đồng phạm, đó là Vũ Văn Tiến, 24 tuổi. Tiến làm chung xưởng gỗ với Dương. Khi nghe Dương kể lại và rủ đi đòi nợ, sau đó sẽ cho tiền, Tiến đã đồng ý. Rạng sáng ngày 7 tháng 7, hai đối tượng này tới cổng nhà của ông Mỹ. Nguyễn Hải Dương đã gọi điện cho Dương Minh Dĩ ra mở cửa với lời hứa cho tiền. Dĩ à, anh đang đứng ngoài cổng, em ra mở cửa cho anh. Nhớ lần để cho ai biết nghe em. Hanh, anh hứa cho tiền em đâu? Sau khi đột nhập thành công, Nguyễn Hải Dương ra tay sát hại Dĩ, rồi cả hai vào trong nhà sát hại cả gia đình. Sáu giờ 30 sáng ngày 7 tháng 7, hai đối tượng đã trở về thành phố Hồ Chí Minh, cất giấu tài sản trộm cắp được và coi như không có chuyện gì xảy ra. Vụ án không dừng lại ở đó, một tháng sau, đối tượng thứ ba liên can đến vụ án đã bị bắt. Đó là Trần Đình Thoại. Theo lời kể của Nguyễn Hải Dương, chính đối tượng này đã cùng Dương đến nhà ông Mỹ tối ngày 5 tháng 7 để thực hiện kế hoạch nhưng không thành. Sau đó Thoại xin rút nhưng vẫn kịp mua dao cho Dương. Ngày 17 tháng 12 năm 2015,
Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Dương tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt hai tội là tử hình. Bị cáo Nguyễn Văn Tiến bị tuyên phạt tử hình về tội giết người, 7 năm tù tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình. Bị cáo Trần Đình Thoại bị xử phạt 13 năm tù tội giết người và 3 năm tù tội cướp tài sản, tổng hình phạt là 16 năm tù. Nguyễn Hải Dương và đồng phạm đã bị trừng phạt bởi pháp luật. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, bị cáo Nguyễn Hải Dương khai nhận do quá yêu Ánh Linh nhưng bị ngăn cản nên đã nuôi lòng hận thù và đi trả thù. Đó là suy nghĩ sai lầm, suy nghĩ sai dẫn đến hành động sai rồi đẩy y vào con đường tội lỗi. Dù án khép lại nhưng còn một câu hỏi khiến nhiều người thắc mắc: tại sao bé Na 18 tháng tuổi lại thoát được trong vụ thảm sát? Theo lời khai của Nguyễn Hải Dương, sau khi ra tay sát hại 6 người, y có xuống phòng ông Mỹ lấy quần áo để thay thì nghe bé Na khóc. Y có dỗ cho bé Na nín. Có lẽ tiếng khóc của bé Na đã đánh thức một phần lương tâm trong con người Dương khiến y dừng tay. Dưới góc độ nghiên cứu tâm lý, tiếng khóc chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Tiếng khóc có vai trò như một chiếc van xả cảm xúc giúp con người tránh khỏi những ức chế bùng nổ. Và trong hoàn cảnh ấy, tiếng khóc của bé Na đã cứu sống em.